Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 60 đề kiểm tra và đề thi toán lớp 3. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 4, câu số 1. Đặc tính là tính 856 ta trừ cho 347. Sáu còn bảy bằng 13, xin lỗi, trừ với phải cộng. 6 trừ 7 được ta lấy 16, 16 ta trừ cho 7 là bằng là 9. 9 là trả 1, 4 còn 1 bằng 5, 5 trừ 5 là bằng 0. 8 trừ 3 là bằng 5. Hai ta cộng cho 5 là bằng 7. 9 còn 1 bằng 10 với 0 ta nhớ 1. 5 còn 1 6. 16 với lại là nhớ nữa là 7. Ở cái này chia hồi nãy thì lửa 6 nhân 7 42 với 2 ta nhớ như 4. 6 nhân 3 18. 18 với lại là 4 nữa là 22. 7 16 ta chia cho 2. 7 ta chia cho 2 là bằng 3. 3 x 2 là 6, 7 trừ 6 còn 1. 6 ta hạ xuống. 16 ta chia cho 2 là bằng 8. 8 x 2 là 16, 16 ta trừ 16 là bằng 0. Chúng ta qua bài tiếp theo là câu số 2. Đúng thì D, sai thì gáy chỗ trống. Câu A, giá trị của biểu thức 75 ta chia cho 3 ta cộng 15 là. Như vậy thì trước tiên thì chúng ta trong này có dấu chia và dấu cộng thì chúng ta sẽ làm phép chia trước. Ta lấy 75 mà ta chia cho 3 thì bằng là 25. Cái này là bằng 25 nè. 25 mà ta cộng với lại 15 thì chúng ta sẽ được là bằng 40. 40. 40 đây 45 là sai. Bài này thì có dấu nhân và dấu cộng thì chúng ta phải làm phép cái nhân trước. 7 x 5 là bằng 35. 35 ta cộng với lại là 15. Rồi. Chúng ta sẽ được là 50. 5 cộng 5 bằng 10 không nhớ 1. 50. Và cái này là đúng. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 3. Khoanh và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 5m 4cm bằng bao nhiêu cm? Thì cái này thì chúng ta sẽ đổi cái 5m này ra cm. Như vậy là 500. 500 ta cộng với lại là 4 này nữa. Được không? Như vậy là bằng là 500 lên 4. Đáp án là C. Chúng ta qua câu B. Cạnh của hình vuông là 7 dm. Vậy chu vi của hình vuông là bao nhiêu dm? Muốn tính chu vi của hình vuông thì ta lấy cạnh ta nhân với lại là 4. Cạnh ta nhân với 4 có nghĩa là ta lấy 7 ta nhân với lại là 4 là bằng là 28 dm. Rồi đáp án là C. Chúng ta qua câu số tiếp theo là câu số 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Ngày 27 tháng 3 là ngày chủ nhật. Trước đó 4 ngày là ngày nào và là thứ mấy? Rồi chúng ta tính này. Trước đó đúng không? Như là 20, 17. Đây, trước đó là 26, 25, 24, 20, 13. Ta lấy 7. Ngày 27 đúng không? Ta lấy ngày 27 này nè. Ta trừ cho 4 là bằng là ngày 23. Còn không thì chúng ta sẽ viết như thế này. Vậy là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Và trước đó là ngày 23. Và chúng ta xem thứ. Bây giờ là ngày 27 là thứ bao nhiêu đây? Là chủ nhật. Đó, đây là chủ nhật. Thầy ghi vắn tắt là chữ CN. CN là chủ nhật ha. Cái này là thứ 7 nè. Thầy viết số ha. Chỗ này nhỏ có thể viết số. Thứ 7, thứ 6, thứ 5, thứ 4. Như vậy thì nó sẽ là ngày 23
tháng 3 và thứ tư. Đây, ngày 23 thứ tư này, câu D. Chúng ta qua câu số 5. Điền số tích hợp vào ô trống. Con số gì chỗ này ta chia 2 rồi bằng ô trống, ô trống thay nhân 5 là bằng 40. Như vậy chúng ta tính ngược lại, chúng ta lấy cái này chúng ta tính này, chúng ta thấy đây là dấu nhân. Dấu nhân thì con số gì chỗ này nhân 5 là bằng 40. Nè, như vậy ngay chỗ này là một muốn tìm cái thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia thừa số đã biết, ta lấy 40 ta chia 5 là bằng 8. 8 nhân 5 là 40. Rồi từ đây thì đây là dấu chia. Thì cái này chúng ta xem như giống như tìm x vậy. X ta chia 2 là bằng 8. Giờ là muốn tìm số bị chia, ta lấy thương ta nhân với số chia, ta lấy 8 là nhân 2 là bằng 16. Bài này 7 nhân 5 là bằng 35. 35 là chia 5 là bằng là 7. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 6. Tính. Cái bài này là có dấu nhân và dấu cộng, thì chúng ta phải làm dấu nhân trước nha. 6 nhân 7 là bằng 42. Bước đầu tiên là nhân. Bước thứ hai là chúng ta sẽ cộng với lại là 75 này bằng 7. 7 4 11. Bài này chúng ta cũng làm dấu nhân trước. 7 nhân 9 là 63. Bước thứ hai ta trừ cho 58. 13 trừ 8 là còn 5. 5 trả 1. Hết. Vậy số 0 này khỏi cần ghi. Chúng ta qua trang tiếp theo. Câu số 7. An có hai sợi dây thừng. Sợi dây thứ nhất dài 1 dm, 1 m và 8 dm. Sợi dây thứ hai ngắn hơn dài sợi dây thứ nhất là 8 dm. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu dm? Như vậy cái này người ta cho mét và dm. Ở đây là người ta họ cho là dm. Dưới này người ta hỏi dm. Thì cái này chúng ta sẽ đổi ra dm luôn. 1 mét 8 dm bằng 1 mét là bằng là 10 dm. 10 dm mà ta cộng với lại là 8 này nữa, như vậy là bằng 18 dm. Rồi chúng ta quay lại cái đề, chúng ta xem sợi dây thứ nhất là dài bao nhiêu, sợi dây thứ hai ngắn hơn sợi dây thứ nhất là 8, hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu dm. Ta lấy số này ta trừ cho 8. Số dm sợi dây thứ hai dài là 18, ta trừ cho 8 là bằng là 10 dm. Đáp số 10 dm. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 8. Điền số chỉ giờ và số chỉ phút vào chỗ chấm theo mẫu. Chúng ta xem cái đồng hồ nè. Cái đồng hồ này thì chúng ta sẽ có là hai cây kim. Cái kim mập mập này nè, ngắn này là cái kim chỉ giờ. Cái kim ốm mà dài dài này là cái kim chỉ phút. Nè. Như vậy cái đồng hồ này đang ở trạng thái là 8 giờ 55 phút. Hoặc là cách thứ hai thì nó là 9 giờ kém 5 phút. Nè. Rồi, chúng ta xem đồng hồ này. Cái đồng hồ này thì khi mà chúng ta để như thế này nè, chúng ta dễ hình dung hơn. Nó đang ở trạng thái là cây kim này ở giữa số 7 và số 8 đó, cây kim giờ này. Rồi, đây. Đây, thầy lấy ở đây, được không? Đây này là 7 giờ 30 phút, đúng không? 7 giờ 30 phút. Đây là 7 giờ 35 phút. Rồi. Như vậy là trước tiên thì chúng ta sẽ có là tới cái cách thứ hai. Đây là có hai cách viết. Và cách viết đầu tiên này chúng ta sẽ có là 7 giờ 35 phút. Đây 30, đây qua 35, 35 phút. Rồi, cách thứ hai chúng ta sẽ nói là giờ kém. Đây. Từ đây là 7 giờ 30 phút, qua đây là
chúng ta sẽ có cách thứ hai, chúng ta sẽ nói là 8 giờ kém. 8 giờ kém thì chúng ta sẽ đếm ngược lại, từ đây là 5, 10, 15, 20, 25. Như vậy 8 giờ kém 25 phút. 8 giờ kém 25 phút. Khi mà chúng ta viết hai cái cách như thế này thì hai cái phút này cộng lại nó đủ 60 phút thì đúng. Còn chúng ta viết mà không đủ 60 phút là sai. Chúng ta thấy 55 ta cộng cho 5 là bằng 60. 35 ta cộng 25 là bằng là 60. Rồi chỗ này cái đồng hồ này. Đồng hồ này thì chúng ta thấy là cái kim nó chưa tới số 7, cái kim nó lên tới đây thì nó là 7 giờ. Được, nó là 7 giờ. Như vậy thì chúng ta sẽ có là đây là 6 giờ kém 6 giờ. Được. 6 giờ bao nhiêu đây? 6 giờ. Đây. Ta lấy đây là 6 giờ ha. 6 giờ 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 là 6 giờ 30 phút nè. Rồi tiếp theo 6 giờ 35 nè. 35 là tới 6 giờ 40 nè, 6 giờ 45. Đó. Nó giống này không? Này là 6 giờ 45. Rồi, cách thứ hai chúng ta sẽ nói là 6 là tới 7. 7 giờ kém. 6 giờ kém thì chúng ta sẽ đếm ngược lại. Đây là 5, 10, 15. 6 giờ kém 15 phút. Hai cái này cộng lại là đủ 60. Chúng ta thấy cái giờ kém này, chúng ta thấy giờ kém luôn luôn lớn hơn cái giờ kia một giờ. 8 lên 9, 7 lên 8, 6 lên 7. Lên một giờ đồng hồ. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.